Chào các em, hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cách mà chúng ta sẽ học với một cái video có sẵn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào Epic, sau đó vào phần Material. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ vào phần tìm kiếm video trên YouTube và paste link của bất kỳ một cái clip YouTube nào các em muốn học. As a young woman, I've had some pretty cool opportunities. Click vào opportunities. Để xem nghĩa tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt. Opportunities. Nghe phát âm. Và nếu các em nghĩ là đây mà từ cần học thì chúng ta sẽ ấn lưu từ nhé. Rồi. Tương tự, nếu chúng ta có một bài báo thì sao? Chúng ta sẽ ấn quay lại. Và nếu chúng ta không có một link bài báo thì chúng ta sẽ vào phần đọc nhé. Rồi các em có thể ở phần kính tìm kiếm này thì chúng ta có thể paste một cái đường link nào mà chúng ta cần, hoặc là chúng ta sẽ có thể chọn một cái link có sẵn ở trên Epic. Rồi chúng ta sẽ ấn vào cái phần đôi kính để đọc với chế độ tập trung, và tương tự thì chúng ta sẽ click tra xem nghĩa và lưu từ. Rồi thế nếu chúng ta có một cái từ vựng nào mà chúng ta ở bên ngoài chúng ta muốn tự lưu thì sao? Thì các em ấn vào phần từ điển ở bên ở đây. Rồi. Chúng ta sẽ đánh một từ mà chúng ta muốn học vào. Rồi ấn search. Ở đây thì chúng ta sẽ ra tất cả các nghĩa. Và chúng ta sẽ lưu một cái nghĩa mà chúng ta cảm thấy phù hợp nhất. Đó, vừa rồi chính là ba nguồn mà chúng ta có thể học từ vựng, bao gồm, chị xin tổng kết lại, bao gồm có phần xem video YouTube, phần đọc và phần thêm từ vựng mà chúng ta học ở bên ngoài vào. Rồi, thì nếu sau khi chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các phần đọc bài để có từ vựng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi game với từ nhé. Các em từ phần material các em đã chuyển sang phần practice ở thanh công cụ cuối cùng giúp chị. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần chọn game và chúng ta sẽ chọn phần chơi ngay. Ở đây sẽ là các game tương ứng với lại, như đây là game viết này, sẽ có game nói để chúng ta có thể luyện tập và ghi nhớ lâu và sâu hơn với những từ chúng ta đã vừa học. Và trên đây là ba cách mà chúng ta có thể học từ vựng từ những cái nguồn, bao gồm có video, bài đọc và nguồn bất kỳ mà chúng ta học ở bên ngoài vào trong Epic để luyện tập chơi game và ghi nhớ từ. Chúc các em học tập vui và hiệu quả nhé.